Nổi bạn bẻ trái vẫn bự bình thường. Bộ hết ta, cái cành đó. Bao nhiêu sức cây nó đẩy vô hết thôi. Đi tới. Rồi. Xin chào bà con. Mình nghĩ là trái mới An Giang. Vườn này hổng ra bông mình có cập nhật. Thì hiện nay trái đậu nè. Đây nè. Đó, nhìn trái nè, cái đùm này nè. Đây là không thấy bông. Không thấy bông nhưng mà trái là nhìn kỹ là trái đặc ngạt hết. Như mình chia sẻ nè, một chùm như thế này, một nhánh như thế này là một chùm thôi, đậu đúng 6 trái đẹp cực kỳ. Nhánh này đúng một chùm thôi, đậu nguyên chùm này, tha hồ mà tiễn. Đây ba trái nữa ha. Bởi vì tại sao, lý do mà tại sao mình kêu mua sinh kim phải tiễn từ đậu đây nè, bà con nhìn nè, cái cuốn này nó bự nè. Nè, bí quyết thành công là phải tiễn bông từ đầu. Nhánh này nó có một chùm bự thôi, là đậu nguyên chùm luôn. Đó, nguyên nhánh bự này có hai chùm bông, đậu gãy cành thôi. Đây, cành cấp 2 một chùm một, cuốn bông mập đậu cực kỳ. Đây, chùm bông đậu cực kỳ. Một chùm bông đậu cực kỳ. Đó. Thì mỗi cây mỗi chùm, mỗi nhánh mỗi chùm thôi. Là đếm lại nè bà con nhìn nè. Đây. Ở đâu nè. Đó, ở trên đây nè. Đó. Đây. Nhánh này ba bên bông thôi, đậu hai trái, lấy luôn. Nhánh này hai chùm bông. Như đây là dư trái. Đó, mình để nhiều bông cái hạt phấn nó nhỏ rồi sau này kiếm cho sao trái đẹp được, nhưng mà trái này là tiễn lại là tỷ lệ là một hết. Thì mua sinh kim mình bán xuất khẩu là trái này nè, mình mới bán được, thấy không? Một chùm bông thôi. Trái này mới bán xuất khẩu được. Đây nè. Đó, cây này để 40 trái là dư sức. 40 trái chắc 2,5 kg, 100 kg. Đây. Bông nó mập đã đậu. Cây này là mùa 2, như Hiệp chia sẻ từ đầu là cây mua sinh kim mùa 2 nó rất là dễ đậu. Nè. Ở trên này nè. Đó, cây này nhìn kỹ đi. Tại vì chủ vườn để lượng bông rất là ít thì mình nhìn kỹ là mình không thấy trái nhiều, nhưng mà mình nhìn sơ ngang là không thấy trái nhiều, nhưng mà mình nhìn kỹ lại là dư trái, cực kỳ dư trái. Đồ lá nè. Để bông là một nghệ thuật nha. Tiễn bông là một nghệ thuật, mà đặc biệt đối với giống mới giống mua sinh kim này, nó là một nghệ thuật nè. Ít bông mà đầu chắc lội, mà đặc biệt là trái tròn không. Đúng không? Để bông chùm bông nào nó cũng ốm hết trơn. Sau nhị cũng banh sát, mà có đậu đi nữa đậu cũng không trái tròn nè. Bà con nhìn nè. Đó, bà con thấy không? Nè. Nó đậu dễ thương không? Đó. Ha, tiễn bông nha, nhắc lại và chia sẻ luôn những người đang làm bên Hiệp Sâu Kim miền Tây hoặc là không làm bên mình cũng vậy. Bí quyết thành công của mua sinh kim là tiễn bông cho nó sát ra. Để cho bông nó mập, hạt phấn nó bự, hạt phấn nó mạnh là nó sẽ đậu trái tốt. Đây nè, có nhiêu đây thôi mà đậu trái lần một không đó, chứ đừng để chùm nó dở lắm à. Mà đặc biệt đây là làm nghiệp vụ, làm sớm vụ đó, mọi người nhìn đây, đậu kiểu này nè mình mới chọn được trái lần một và mình bán mua sinh kim mình mới bán được là giá 150-200 ngàn ký nè. Mọi người nhìn đây đó nè. Đó. Trái này sao chê được. Đó. Đây nè, nguyên chùm nè. Đó, nguyên chùm nè. À. Nguyên chùm nè. Đó. Nguyên chùm nè. Đó, bạn có thấy đậu khiếp không? Mua sinh kim nè. Đậu dữ hơn ghi sáu và mận thon rất là nhiều nếu mà mình làm đúng cách đó. Đó. Đây bạn còn nhìn nè. Đậu gãy cây thôi đó. Vì đó mà mình đi đốn bỏ, đi chặt bỏ, trong khi nó chỉ sượng thôi, nó sượng một mùa thôi mà mình chưa khắc phục nguyên nhân tại sao nó sượng đó, là đốn bỏ hết nè. Nói rồi ha, cây mua sinh kim mùa thứ hai nó đậu kiểu này thì chỉ có tiễn trái mà mệt thôi nè. Đó, cỡ này là bắt đầu vô 12-18 được rồi nè. Nhưng mà mình cho vài ngày nữa vô 12-18 tại vì nó còn tấp sau này. Tấp sau này cái tầng gờ nó nhỏ quá, nó mặn cảm quá, mình phải lấy tấp này. Nó đậu gì đó. Hết trụng rồi. Đi tới. Gì sáu trái này trái lô một không nè. Mấy trái này nè. Như nhánh này giờ anh bỏ trái này đi. Anh bỏ trái nhỏ này đi.
cái này đủ trái rồi, dư luôn rồi chứ còn gì nữa. Nè, thấy không, anh thấy một chánh nó dày chùm thôi mà nó đậu nè. Mình đếm kỹ lên, mình nhìn kỹ lại là dư trái dư lắm, dư luôn. Cây này ghi 6 đối với ghi 6 mà trái nó phải cỡ này nè, với cỡ trên đó mới gãi 12-18 được. Còn mùa sinh kia anh là 4 ngày gãi, cái này từng lễ nó gãi ha. Chưa đâu, nó lên từng nữa. Không sao, tưới xuyên xương thôi, đừng tưới quá nó sốc, nó rụng trái. Đi quên kia. Đi vậy được ngay vô luôn nè, qua cầu kia trên trống có trống còn mua sinh kia không? Còn mua trống không? Rồi. Rồi, xin chào bà con. À. Vẫn là công thức thành công cũ. Bộ đồ trái của Hiệp Sự Miền Tây. À. Chà mới An Giang, khu vực Cà Na, vùng đất Cà Na. Cà Na thủ phủ Cà Na nhưng mà chuyển đổi qua Sầu Riêng. À, Hiệp đi suối từng người, suối từng người, ép từng người đó, cho động lực từng người, từ từ người ta chuyển đổi hết. Mà con thấy là kinh tế trên lúa, kinh tế trên Cà Na nó đâu có bằng kinh tế trên Sầu Riêng đâu. À, nhưng mà thật sự để chuyển đổi là một câu chuyện, nó cả một câu chuyện, nhưng mà có khách hàng chịu chuyển đổi là được. À, và có những sản phẩm tốt, có những người tư vấn kỹ thuật, kỹ thuật cầm tay chỉ việc cho bà con mình thì sẽ thành công trên cây Sầu Riêng thôi. Tại vì cây đẩy thành công, miền Đông thành công, Cần Thơ thành công thì An Giang này kia, những tỉnh Long Xuyên, những tỉnh xa Thái Lan này kia xa và vẫn thành công bình thường. Tại vì cũng bắt như nhau, cây trồng như nhau, khác nhau là sản phẩm và kỹ thuật canh tác thôi. Thì kỹ thuật canh tác và sản phẩm hiện tại nó có cái online nó phát triển rồi ha. À, đó rồi Hiệp sẽ chia sẻ lại, tức là bông nở 10-30% là phân bổ đậu trái M10 cộng với cái bo Mỹ cộng với cái canxi trong biển ha. À, canxi trong biển 3 trong 1, thành phần có bo, có canxi và có trong biển, thành phần trong biển và canxi rất là cao đó. À, rồi bên cạnh đó hiện nay á, bà con thấy nhiệt độ của mình á, biến đổi thất thường. Sáng á, sáng khách hàng mình nghe thấy, bà con thấy là ga bắt đầu lạnh, sáng cả tầm 6 giờ tới 8 giờ giờ này mà ai mà không có công việc gì hết là ngủ nướng là ôi thôi luôn ha. Đó, đặc biệt là những cặp mà vợ chồng mà mới cưới nhau thì trời này thì khỏi nói rồi ha. Còn cây trồng của mình, cây sầu riêng đang ăn trái thì nó khác đó. Mình gọi nó là biến đổi khí hậu, biến đổi nhiệt độ. Sáng 20 mấy độ, trưa lên 30 mấy độ, cực kỳ khó chịu, nhất là giai đoạn cây đang ăn trái đó. Thì giữa thiếu hụt, nó biến đổi khí hậu, thay đổi nhiệt độ như thế thì cây trồng mình nó khó lấy dinh dưỡng ha. Và Hiệp chia sẻ luôn, đối với những vườn nào mà đang sổ nhị thì bà con lấy một cây pH, bà con cắm cho mình, tưới đất ẩm xong lấy cây pH cắm cái, coi là hiện tại pH nó là bao nhiêu ha. Hiện tại pH trong vườn mình là bao nhiêu đấy, rồi coi pH nó bao nhiêu. pH đất mà lý tưởng nhất trong giai đoạn sổ nhị là từ 5.5 tới 6.5. ai mà pH dưới 5.4 mấy là coi chừng hỏng ha. Tại sao cũng giống như là Hiệp sẽ chia sẻ là tại sao có những vườn Hiệp nói là phun mấy bộ đậu trái này là đậu ha. Nó còn nhiều yếu tố, hai cẩu bông rồi nó còn nhiều yếu tố, bà con kiểm tra pH mình nó tốt chưa, hoặc là từ lúc mà mình nuôi bông tới sổ nhị mình bón NPK hay là mình dùng hữu cơ để pH nó tụt hay không đó, nó còn rất là nhiều yếu tố đấy. Trời mưa hay ồn mà con chịu không cảm. Rồi mình sẽ chia sẻ lại, nói nhanh tại trời mưa rồi. Sổ nhị 10-30% là phun độ này, bà con quét cho mình 5 đêm tới 7 đêm là nó sẽ sổ nhị dứt điểm. Hiệp hay nói sổ nhị dứt điểm 70-80% là phun bộ này nha. Trong đây mình chia sẻ lại rồi, cái mấy canxi trong biển này thành phần là 3 thành phần, thành phần trong biển và canxi rất là cao, bo thì có ha, cũng có bo luôn. Thì thứ nhất á, trong cái canxi trong biển này, giai đoạn này là giai đoạn cây cần dinh dưỡng để nuôi trái, mà đặc biệt đối với thời tiết là bất lợi, chênh lệch nhiệt độ với nhau thì nó sẽ làm cho cây trồng mình nó khó để dinh dưỡng, chênh lệch nhiệt độ ha, nhiệt độ thay đổi biến động. Thì trong cái canxi trong biển này nè, nó có cái titan, mình có bỏ vô đây là cái titan. Titan nó giúp mở, thường thường là Hiệp cho ngụ ý của Hiệp phun là ướt đều nhánh với mặt trong lá, là trong cái nhánh của mình á, nó có những cái mạch dẫn à. Thì trong đây mình có bỏ cái titan, bà con phun ướt vào chùm bông thì nó sẽ trúng cái nhánh, thì nó sẽ vô tình làm cái titan bỏ trong đây, nó sẽ vô tình làm thông những cái mạch dẫn từ da cây xuống cái cuốn trái à, xuống trái của mình, để cho trái đậu tốt đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, rong biển má cây cộng với canxi nữa là ok ha. Rồi mình thông qua
Rồi bên cạnh đó mình có cái bo aquaponics, thì bo bà con thấy bo nước vàng như thế này đậm đặc là hơi khó thấy, nhưng mà liều lượng mình làm đậm đặc gấp 2 lần, đậm đặc 2 lần. Còn bo mà con nói là hẹp nổ nổ quá, cái chai bo nó có 110.000, 105.000 ppm mà có những bo 200.000 ppm là bình thường. Nhưng mà quan trọng đây là nguyên liệu của Mỹ. Thứ hai nữa là bo này là bo mình làm đậm đặc gấp 2 lần, cái màu nước bo nó rất là đặc, đặc như mật ong, và cái màu nó vàng rất là đẹp. Rồi nha, cái bo chuẩn, cái canxi chuẩn rồi, tới cái đầu trái, cái đầu trái, đầu trái sầu riêng. Đây là bí quyết thành công. Tại sao trong cái bộ này cái chai này là mắc nhất? Chai phun phim 110.000, 400g. Rồi em sẽ nói. Thứ nhất, trong đây thành phần là 6 đạm, 3 lăng và 9 kali. Đạm giai đoạn này đưa vô làm gì? Cho nó lớn trái nha. Đó, cho lớn trái. Rồi thường thường á 3, 6, 3, 9 là rất là nhiều công thức nha. Nhưng mà quan trọng là đồ chơi trong phụ gia, và trong phụ gia thì đồ trái này Hiệp có nói trong đây á, nhà sản xuất người ta có bỏ là glutamate, glycine và lysine. Hiệp cắt lại nha, glutamate, glycine và lysine. Rồi trước tiên mình sẽ nói bản chất của cái glutamate. Cái glutamate nó rất là hay à, nó là một dạng hữu cơ đậm đặc, nó là một dạng hữu cơ đậm đặc à, dự trữ để tạo thành các amino acid và protein để cung cấp cho trái tức thời trong giai đoạn này, đặc biệt là đối với thời tiết nắng nha. À, nó là một dạng hữu cơ đậm đặc, thì bà con phun vào nó sẽ giữ dinh dưỡng để nó cung cấp tức thời giai đoạn mà trái mà nó cần. Thì giai đoạn này mà trái nó lớn mà không có dinh dưỡng, chậm chạy trái, bà con thấy là giai đoạn sổ nhị mà mình thấy trái nó chậm chạy, cái cũng sạch bách luôn. Đối với những vườn mà chừa nhiều bông mà trái nhỏ xíu, cuốn nhỏ xíu cũng sạch bách, thì vượt trội trong chai đậu trái này là nó làm được chuyện đó nha. Đó, với lại cây sầu riêng mình là cây hai lá mầm, cây hai lá mầm thì thường thường mà con thấy là cây lúa và cây ngô, cây lúa là cây bắp á, nghe ngô đó, bắp là ngô đó, là cây một lá mầm, thì bà con phun ở trên chụp xuống. Còn đối với cây sầu riêng mình là cây hai lá mầm, Hiệp cho phun ướt đều trái, ướt đều trái và mặt trong lá nha. Trong đây có cái glycine á, nó sẽ làm nhanh tăng quá trình nảy mầm, tổng hợp được chất diệp lục cho bà con. Đó là lý do tổng hợp được chất diệp lục, đó là lý do tại sao mình phun xong 12 tới 24 tiếng bà con thấy trái nó xanh liền đó ha. Rồi đó, giúp cho tăng nảy mầm và tổng hợp chất diệp lục, phun vào trái xanh liền, đó là glutamate trong đây nha. Rồi cái bên cạnh cái glutamate đó, nó tổng hợp chất diệp lục rồi, giúp cho bà con phun xanh rồi, thì cái lysine của mình á, nó cũng sẽ giúp cho mình tăng khả năng quang hợp. Tăng khả năng quang hợp để làm gì ạ? Giống như là cây trồng của mình á, giống như mình ăn đi mà mình không quang hợp được, tức là mình không tiêu hóa được, thì mình không dinh dưỡng ào ào vào, trái nó có lấy được đâu, cây nó có lấy được đâu để nuôi trái đâu, thì nó sẽ rụng trái, là tắc yếu nha. Nó sẽ glycine, nó sẽ giúp cho tăng khả năng quang hợp và tổng hợp chất diệp lục nha. À, trong giai đoạn mà trái cần thụ tinh thụ phấn như thế này và trái cần đậu trái như thế này đó, rất là hay nha. Và đặc biệt cái glycine á, cái lysine á, và đặc biệt cái lysine này nó sẽ giúp cho cây trồng của mình trong giai đoạn này nó chịu hạn rất là tốt. Cái lysine nó hay là như thế nha, nó khác biệt. Thì chắc lại là cái lysine nó giúp cho cây trồng mình tăng khả năng quang hợp và tổng hợp chất diệp lục, giúp cho trái nó xanh hơn, giúp cho cây trồng mình hấp thu dinh dưỡng tốt hơn để đẩy vào dinh dưỡng vào trái nha. Rồi lysine nó sẽ giúp cho cây trồng mình á chống chịu lại được với thời tiết bất lợi, tức là hạn nha. Đó, chịu hạn rất là tốt. Rồi đó là lysine và glutamate. Rồi glycine cũng khá là hay, mình phân tích luôn cái glycine này nha. Cái glycine này á, cái glycine này nó sẽ làm cho quá trình quang hợp cái trồng mình nó diễn ra tốt hơn, nhanh hơn, là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai nữa là nó làm cái glycine này á, glycine đi chung với lysine nó sẽ giúp cho cây trồng mình nó tăng được khả năng quang hợp nha. Đó, rất là hay. Đấy, thì bộ ba này mình đã phối rất là kỹ, và nhà sản xuất người ta phối rất là kỹ, người ta bỏ vào những cái chất đẹp nhất, tốt nhất để cho bà con mình, giúp cho bà con mình tăng được khả năng đậu trái. Nhưng mà hiện tại đối với thời tiết bất lợi á, tức là mưa nhiều và nắng nhiều, thì nó sẽ xảy ra một tình trạng là trái mình nó bị đỏ đầu gai. Chủ vườn nào bị tình trạng là trái nó chậm lớn và đỏ đầu gai. Đỏ đầu gai thứ nhất là thiếu hụt dinh dưỡng,
À, mặc dù mình đã cung cấp những cái lysine, glutamate và những cái bôi, những canxi trong biển. À, bên cạnh đó mình có thể một sản phẩm bổ trợ nữa, nhưng mà không được đưa đạm vào nha. Thấy dư dinh dưỡng đưa đạm vào là chết nha. Nó đạm nó là một con dao hai lưỡi. Đạm đưa vào cây, cây phải hấp thụ liền. Đạm mà đưa vào cây dư đạm, rụng trái là thứ nhất, thứ hai là xì mũ là bình thường. Đó. Đạm là không vội đưa vào. Tại sao giai đoạn số nhị là ít có ai bón phân là như thế. Rồi mình có thể cung cấp cái kẽm 4.3 này trong giai đoạn xả nhị mà trái nó bị cho nó bị xanh. Trong đây nó có kẽm 43.000 ppm và cái mangan lên 41.000 ppm. Đó, cái mangan và cái kẽm nó danh nó cực kỳ xanh cái trái của mình. À, nhưng mà khuyến cáo bà con mình phun một chai này 4 phi, không tăng liều. Đặc biệt là đối với giai đoạn trái non nha. Không tăng liều. Cái kẽm nó sẽ bảo vệ cái trái mình tốt hơn. Và cái mangan nó giúp cho cái trái mình nó xanh hơn. À, bổ trợ vào. Tức là một chai này phun 4 phi. Đó, bộ này phun 2 phi thì bà con phun nửa chai thôi. À, sẽ cực kỳ đẹp. Đó. Đó, mình chia sẻ thêm về một số cái hay trong cái bộ đồ trái này. Sắp tới mình sẽ ra một cái dạng canxi. Canxi cũng cực kỳ mát, mà đặc biệt là canxi dạng gel. Dạng gel thì nó rất là nhiều dạng. Quan trọng là mình làm cái gel đó nó đậm đặc như thế nào, và cái quan trọng là mình làm cái gel đó nó giữ được cái hàm lượng ở trong khi nó pha ra nước là bao nhiêu, và quan trọng cái gel đó giúp cho cây trồng mình hấp thụ được là bao nhiêu. Cái gel rất là nhiều, mình nghiên cứu rất là kỹ rồi. Sắp tới mình sẽ ra một dòng canxi dạng gel nhập khẩu từ Mỹ. Chai 100c, phun 200 lít nước, cực kỳ. Nó dính chùm cho bà con coi. À, khảo nghiệm kỹ rồi, thông qua hết rồi, sắp tới sẽ tung ra liền. Gel canxi của Mỹ, nguyên liệu của Mỹ. Rồi. À, như đây thành công. Rồi, cảm ơn bà con rất nhiều. Phun cho mình giai đoạn sổ nhị 80%, phun cho mình thêm 2 tới 3 cử nữa, khi nào trái khoảng 20 ngày tuổi là ngưng. Ha, đổi cái khác. Không phun nữa. Rồi, ok.